Ủa đâu phải đâu, phải bông, đấy là bông. Cái rượu hay cái rượu, chai rượu mà cái trong cái hộp, cái vỏ sách xanh xanh đó. Cô biết. Không phải Yến đâu, rượu chứ mẹ Yến. Rượu xâm banh đó mà. Ờ, chú, con chú đem lên chưa? Rồi. Hello. Ờ, cho con chiếu đèn à? Ừ, đứng sáng nay cái đứng mở cái đèn ngay bếp á, ngay công tắc kìa, công tắc kìa, cái kia ở giữa. Ờ. Đúng rồi, không bên quá. Ủa không phải, ở cái bên hay quá. Ờ, nó tắt hello. Ờ, Châu Thanh, Ngọc Quyền Châu và Châu Tuấn. Châu Tuấn chào lên con cái nha. Hello. Tại vì nó bị hốc. Ừ, dạ, làm gì xịn mới kiểu cọc rác ấn tượng làm chuyên nghiệp mà đó làm gì được chưa ấn xịn nói không dạ hello ở Châu Thanh thì Ngọc Phi Châu cùng Thư Tướng à, xin chào à, đúng rồi à, hôm nay thì Châu Thanh và Ngọc Quyền Châu đang chuẩn bị đi vào gia đình của Cẩm Tiên để hôm nay là ngày giỗ của bà Cẩm Tiên và một người đời em đồng nghiệp, một người đời em đồng hương. Lúc còn sống thì Tô Thanh cũng có duyên được gặp gỡ ba mẹ Cẩm Tiên và phải nói là cô chú cũng là những người đờn ca tài tử đó. Hồi đó ở du quê đó, ba mình đó thì cũng thường hay đi ca hát chung với lại ba mẹ Cẩm Tiên. Rồi bây giờ đó là lớp những người lớn, mà lớp sau này thì Châu Thanh và Cẩm Tiên là những người anh em đồng hương và lại ở chung với nhau. Bây giờ đang chuẩn bị đó cả nhà. Hôm nay thì Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu rất hạnh phúc khi được tất cả khán giả thân yêu đã dành thời gian theo dõi cái kênh của mình. Thì hôm nay rất mừng là tại vì bây giờ Châu Thanh có một người cháu là đạo diễn Lê Tâm. Những cái MV mà quý vị thường xem nhiều nhất đó là của Lê Như đó. Đó là Lê Tâm với Lê Như. Không, Lê Như. À, của Lê Như. Của Lê Như là do Lê Tâm thực hiện. Đó, sĩ Lê Như. Đó, hiểu chưa? Sao còn minh mẫn mà. Lộn tên của đạo diễn chứ. Không phải. Đó là thì rất là vui được người cháu để theo hỗ trợ cho Châu Thanh. Vì vậy hôm nay mừng quá. Giờ đi thì sẽ có nhiều cái clip để gửi lên rồi những bài hát nữa nha cả nhà. Châu Thanh sẽ chuẩn bị thực hiện những cái bài hát Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu sẽ gửi đến để phục vụ cho tất cả khán giả thân yêu khắp mọi miền đất nước cũng như tất cả những người khán giả ở nơi hải ngoại. Cái niềm hạnh phúc của nghệ sĩ không có gì bằng là được sự yêu thương của tất cả quý vị. Nếu không có sự yêu thương quý vị thì thôi, về quê cắm câu. Vậy cho nên Châu Thanh cảm ơn quý vị đã theo dõi một clip mà Châu Thanh về quê hương Tây Ninh đó để tham gia cái đêm Hậu Trăng Rằm, cái đêm mà vía mẹ Diêu Trì Cung ở tại Tòa Thánh Tây Ninh. Quá xá mừng luôn khi thấy được khán giả vô ủng hộ quá xá luôn. Rồi lần đầu tiên là Ngọc Quyền Châu cùng đi với lại Châu Thanh về quê mà đi trong một buổi lễ lớn như vậy. Ngọc Quyền Châu theo lo quạt cho Tam Tạng cũng có nhiều người đập công đức để hỗ trợ cho thầy của Tam Tạng đi thỉnh kinh kiếm chút phước. Có nhiều người nói trời Tam Tạng sướng quá, ta đi có người quạt nữa. Thì cảm ơn đại gia đình rất nhiều, tại vì trong cuộc sống thì cuộc đời thì có gì vui cho bằng là được tình yêu thương của mọi khán giả khắp mọi miền đất nước, nhất là làm nghệ sĩ nữa thì cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất là cái tình thương của tất cả quý vị đã dành cho. Vì vậy cho nên hôm nay trong một ngày mới là ngày năm Tây tháng 10, Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu chuẩn bị vào nhà của em gái nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên để tưởng nhớ đến người cha kính yêu của mình. Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu
sẽ vào trong đó. Thì một lát nữa chắc chắn là hôm nay nghệ sĩ thì sẽ đến rất đông, tại vì Cẩm Ty luôn luôn rất là được lòng anh em trong đồng nghiệp, vì Cẩm Ty sống biết tôn sư trần đạo, một người em rất là yêu quý nghề nghiệp và rất yêu quý anh em chị em trong nghiệp. Thì Châu Thanh và chị của Cẩm Ty là Ngọc Huyền Châu. Cẩm Ty gặp chị và gặp Ngọc Huyền Châu, nói tôi hồi đó nhớ câu mà Cẩm Ty nói: tôi thấy đẹp giống cái bà này. À, như vậy cho nên mấy chục năm trước đó có gì, chứ bây giờ thì tuổi gần trăm rồi, đâu còn như xưa nữa đâu. Hồi đó thì thôi, người đẹp Ngọc Huyền Châu. Bây giờ tuổi lớn rồi, nhan sắc nó cũng bị héo. Đúng rồi. Nhờ mình còn là sức khỏe thì thấy mừng. Đúng rồi, sức khỏe là mừng. Khỏe là già. Sức khỏe. Thì bây giờ Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu sẽ trước khi đi công việc gì thì cũng vậy, lên thắp hương. Thắp hương rồi mới đi. Bây giờ thì mời cả nhà lên một cái nơi mà bao giờ Châu Thanh cũng rất là lòng thành kính ngưỡng mộ, có thờ tổ nghiệp ở trên lầu á. Giờ mình mời cả nhà lên rồi chúng ta cùng đi đám dỗ nha. Xin mời. Nhảy xe ở ngoài đi bộ vô, đụng một bên của bạn phải. Đậu nhiều quá vô hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay rồi, tay rồi, tay rồi. Ai kêu quá trời luôn. Nhìn như là mẹ muốn đi đâu. Phải có đuôi nhà Châu Anh kìa má. Ra đường đi đi. Kinh lắm. Em Thank you.
Diệu Phương xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị, các bạn video tiếp theo trong khung giờ 21 giờ của mỗi ngày. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.